Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã truy cập vào kênh của Nguyên Audio thị xã Phú Thọ, một kênh chuyên test và giới thiệu các sản phẩm về âm thanh hàng bãi đến từ Nhật, Mỹ, Hàn, Châu Âu. Tiếp tục, hôm nay Nguyên Audio thị xã Phú Thọ xin giới thiệu tới tất cả quý vị và các bạn một đôi loa đến từ nước Mỹ. Đó là đôi loa Island HC12. Đôi loa này thì nó rất là cao to. Tôi xin giới thiệu, nó cao tới 1 mét. Bát của nó là bát 40. Màng giấy, gân mút, hai loa chung và một loa tép. Toàn bộ phân tần của nó được đặt ở đằng trước. Đấy, quý vị thấy còn nó rất là làm rất là gấu. Đấy, nó đặt ở đằng trước nhìn rất là gấu luôn. Đôi loa này thì rất là cao to, nó cao tới gần 1 mét. Chiều rộng của nó là 50, chiều sâu của nó là 50, nặng trên 50 kg một thùng. Đôi loa này thì nó đánh tiếng bát của nó rất là sâu, mềm, uy lực. Đôi loa này thì nó rất hiếm ở thị trường Việt Nam, bởi vì đôi loa này được sản xuất ở bên Mỹ thì là được người dân Mỹ đón nhận rất là nhiệt tình. Khi người ta đã sử dụng rồi thì không bao giờ người ta bán ra nữa, nên là bên thị trường Việt Nam nó rất là hiếm. Tất cả các anh em chơi audio ở Việt Nam khi đã chơi đến đôi loa này rồi thì không bao giờ người ta nghĩ đến bán nó đi nữa, bởi vì nó cho ra tiếng âm của nó rất là hay và chi tiết. Bát của nó rất là sâu mềm, chung chép thì quá là tách bạch và chi tiết luôn. Đôi này thì chúng ta có thể nghe được đa thể loại nhạc, từ nhạc vàng, bolero cho đến nhạc mạnh, nhạc đan. Đôi này thì rất là đẹp, ê căng ê kiếc đầy đủ. Đây, quý vị thấy ê căng ê kiếc của nó rất là đẹp. Đấy. Đây. Chúng ta đậy nó vào thì nhìn nó rất là đẹp. Đấy. Cấu hình hôm nay thì tôi ghép nó với chiếc âm ly Samsung 707i. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn chúng ta hãy đeo tai nghe vào để thưởng thức hết được cái chi tiết của đôi loa này nó toát lên. Thank you.
Quý vị thấy đôi loa này nó toát lên rất là hay đúng không ạ? Rất tách bạch và chi tiết. Bát của nó rất là sâu mềm. Ai có nhu cầu mua bộ sản phẩm này thì xin liên hệ trực tiếp với Nguyên Audio thị xã Phú Thọ. Số điện thoại là 0988 036 068, giao hàng toàn quốc. Tôi xin nhắc lại, anh em ai có nhu cầu mua đôi loa độc lạ hiếm như thế này thì xin liên hệ trực tiếp với Nguyên Audio thị xã Phú Thọ. Số điện thoại là 0988 036 068, giao hàng toàn quốc.